xin được trân trọng giới thiệu tham luận chuyển đổi số trong lĩnh vực xây dựng thông minh và hiệu năng cho đô thị của tiến sĩ Huỳnh Nam Khoa, nhà nghiên cứu tại Beers, Đại học California Berkeley Singapore, tốt nghiệp tiến sĩ ngành Smart and Sustainable Buildings, Viện Nghiên cứu Năng lượng Đại học Công nghệ Nanyang Singapore. Xin trân trọng kính chào quý đại biểu. Tôi rất vui được tham gia diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam hôm nay. Tôi là Huỳnh Nam Khoa, hiện đang là nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Liên ngành Beers của Đại học California Berkeley tại Singapore. Viện tập trung vào phát triển các công nghệ và mô hình mới, vận hành các công trình xây dựng thông minh cho đô thị để đạt được hiệu năng tối đa, đồng thời cũng đưa công nghệ ra ứng dụng thực tiễn. Hôm nay tôi xin giới thiệu bài tham luận về quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực xây dựng thông minh và hiệu năng cao cho đô thị. Bằng các trải nghiệm và nghiên cứu thực tiễn, tôi hy vọng sẽ có thể đưa ra những đề xuất để thảo luận và áp dụng cho Việt Nam. Nội dung bài tham luận gồm có 5 phần. Trước tiên, tôi sẽ giới thiệu một chút về thực tế và kết quả của chương trình quốc gia thông minh Smart Nation mà Singapore đang tiến hành. Tiếp theo là một số nội dung để phát triển bền vững. Sau đó tôi đi chi tiết hơn về lĩnh vực công trình xây dựng thông minh và hiệu quả, giải pháp cụ thể để ứng dụng chuyển đổi số cho công trình, và cuối cùng là kiến nghị về đề xuất. Nói về đô thị thông minh thì có rất nhiều những định nghĩa để được thảo luận, nên tôi sẽ tiếp cận bằng cách nêu ra một trường hợp tiêu biểu là đất nước Singapore và chia sẻ góc nhìn thực tế của tôi. Như mọi người biết, Singapore là một trong những nước hàng đầu trên thế giới về việc ứng dụng công nghệ để xây dựng thành phố thông minh. Năm 2014 thì chính phủ đã chính thức bắt đầu chương trình quốc gia thông minh với tuyên bố của Thủ tướng Lý Hiển Long: Singapore là một đất nước mà chúng ta có thể tạo ra những khả năng hơn cả những gì chúng ta có thể tưởng tượng. Từ đó đến nay thì Singapore đã được công nhận hàng loạt các giải thưởng như là đứng đầu trong bảng xếp hạng thành phố thông minh năm 2018, đứng đầu và xếp hạng 50 chính quyền thành phố thông minh vào năm 2020 và 2021. Ở đây là bức tranh toàn cảnh về những công nghệ đã thâm nhập hầu hết vào cuộc sống người dân. Và tôi sẽ giới thiệu một số ứng dụng liên quan đến đô thị thông minh mà người dân ở đây và bản thân tôi đang sử dụng hàng ngày. Thứ nhất là SingBus, thì đây là cổng thông tin điện tử, nó tích hợp quản lý dữ liệu cá nhân, công việc, tài chính, sức khỏe và khoảng hơn 1.400 dịch vụ của chính phủ và tư nhân đều được truy cập bảo mật và tiện lợi qua cổng SingBus này. PayNow là hình thức giải pháp thanh toán nhanh tại chỗ, tất cả các ngân hàng ở đây đều phải tích hợp và cho phép hình thức này. Safe Entry và Trace Together là hai giải pháp phát triển gần đây để chống dịch bệnh hiệu quả, để truy vết và thông tin về việc chích vaccine. Healthy 365 thì để khuyến khích người dân hoạt động thể chất và tạo nên phong trào sống tích cực của Singapore trong các năm gần đây. Những ứng dụng vừa rồi là những kết quả nhìn thấy được, nhưng làm thế nào để đạt được mức độ số hóa và ứng dụng công nghệ cao như vậy? Thì chương trình quốc gia thông minh tập trung vào phát triển 3 trụ cột chính sau đây. Thứ nhất là xã hội số, với tầm nhìn dùng công nghệ và kết nối để trao quyền cho tất cả mọi người cơ hội thành công bất kể sự khác biệt và hoàn cảnh. Thì mục tiêu là làm cho công nghệ dễ tiếp cận hơn với tất cả mọi người và nâng cao kiến thức kỹ thuật số cho người dân bằng các lớp học online hoặc ở các trung tâm cộng đồng, miễn phí các lớp tiếp cận công nghệ cho người già. Trụ cột thứ hai đó là kinh tế số, với chiến lược biến ngành truyền thông thành động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế số và đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng bằng cách số hóa các quy trình. Singapore nổi tiếng với tốc độ giải quyết các thủ tục để thành lập doanh nghiệp nhanh và dễ dàng, từ đó thu hút công ty nước ngoài mở trụ sở, hút vốn đầu tư và tạo cơ hội việc làm. Trụ cột thứ ba đó là chính phủ số, đây là một trụ cột cực kỳ quan trọng với tầm nhìn kỹ thuật số đến cốt lõi và phục vụ tận tâm. Thì họ quan niệm số hóa là phương tiện hiệu quả để chính phủ phục vụ người dân với sự thấu hiểu hơn thông qua việc thiết kế các chính sách và dịch vụ mang tính toàn diện, dễ dàng và cá nhân hóa. Xác định đối tượng phục vụ chính của chính phủ số đó chính là người dân, doanh nghiệp và cộng đồng. Kế hoạch cũng đã xác định 14 chỉ số đo đạt rất chi tiết theo từng giai đoạn. Ví dụ như là phải được 80% sự hài lòng của người dân và 100% dịch vụ chính phủ số hóa hoàn toàn vào năm 2023. Thành phần của chính phủ số là giao dịch số dễ dàng, hệ thống dữ liệu bảo mật và dịch vụ dễ sử dụng. Họ triển khai bằng cách tích hợp các dịch vụ xung quanh nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, đồng sáng tạo với người dân và doanh nghiệp. Thì đồng thời với ba trụ cột nêu trên, quốc gia thông minh cũng tập trung cho năm lĩnh vực chính, đó là sức khỏe, giao thông, giải pháp đô thị, tài chính, giáo dục, và đó là thế mạnh của đất nước.
đồng thời 8 dự án chiến lược quốc gia do chính phủ điều phối và quản lý. Tiếp theo là tuy tập trung phát triển quốc gia thông minh nhưng mà vẫn không thể bỏ qua yếu tố về phát triển bền vững. Thì giống như Việt Nam, Singapore cũng là một trong những nước sẽ bị ảnh hưởng nặng bởi biến đổi khí hậu, cho nên năm 2020 chính phủ đã đưa ra kế hoạch xanh, tức là cho thập kỷ tiếp theo để đạt được mục tiêu bền vững của phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc vào năm 2030 và đạt mức không phát thải. Thì năm chương trình đó là thành phố trong thiên nhiên. Họ quy hoạch nhiều đất đai cho công viên thiên nhiên và trồng thêm cây xanh để mà hấp thụ khí CO2, thiết lập lại mức năng lượng bằng cách tăng sản lượng năng lượng tái tạo lên gấp 4 lần và tăng hiệu quả sử dụng năng lượng, từ đó giảm khí thải hiệu ứng nhà kính. Thì đây là cũng là một trong những mảng chính mà mình và nhóm nghiên cứu hiện tại đang tập trung phát triển. Về kinh tế xanh thì họ hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực này và có thể đánh thuế về khí thải hiệu ứng nhà kính từ năm 2019. Và tương lai bền vững giảm nhiệt độ trong đô thị bằng cách dùng vật liệu sơn làm mát và phủ cây xanh, và phát triển nông nghiệp thực phẩm để tự chủ và nguồn cung, đồng thời mức sống bền vững tức là tăng tỷ lệ tái chế, giảm chất thải trong lớp và giáo dục cho học sinh từ cấp tiểu học. Tiếp thôi theo thì tôi sẽ đi sâu hơn vào một lĩnh vực chính để phát triển đô thị thông minh và phát triển bền vững, đó là lĩnh vực xây dựng. Thì các công trình xây dựng chiếm khoảng 30% năng lượng tiêu thụ và 38% lượng khí thải hiệu ứng nhà kính của thế giới, và tốc độ đô thị hóa ở Việt Nam thì ngày càng nhanh với đông đúc dân cư và tòa nhà mới ngày càng đa dạng và phức tạp, và hầu hết thời gian 80-90% thời gian người dân sẽ ở trong nhà hoặc văn phòng hoặc công xưởng, đặc biệt trong giai đoạn dịch vừa qua, cho nên là chất lượng cuộc sống sẽ phụ thuộc rất nhiều vào sự tiện ích và công trình mang lại. Do vậy, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng năng lượng trong công trình xây dựng và thiết kế thông minh là một nhiệm vụ cần đầu tư nghiên cứu nhằm giải quyết nhu cầu phát triển bền vững về năng lượng, cắt giảm lượng khí thải carbon và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Để giải quyết vấn đề trên thì việc chuyển đổi số cho công trình đó là bắt buộc, và một số giải pháp công nghệ của nhóm nghiên cứu chúng tôi để đưa ra. Thứ nhất là việc số hóa dữ liệu, dùng công nghệ Internet vạn vật để kết nối mạng lưới cảm biến thời gian thực và lưu trữ và quản lý tất cả các thông số hoạt động của tòa nhà, như là nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ CO2, năng lượng tiêu thụ từ máy đo năng lượng thông minh. Nghiên cứu công nghệ mới từ vòng thí nghiệm và đưa ra ứng dụng như là hệ thống điều hòa hỗn hợp, định vị trong nhà dùng Wi-Fi, hoặc là quản lý năng lượng chiếu sáng thông minh, điều khiển tối ưu cho các hệ thống chính theo yêu cầu, ví dụ như là thông gió theo nhu cầu, thu hoạch ánh sáng ban ngày trong hệ thống chiếu sáng thông minh, đồng thời kết hợp các thuật toán học máy và trí tuệ nhân tạo cùng với dữ liệu thời gian thực để đưa ra các dự đoán về hoạt động của người cư trú, về mức năng lượng sử dụng, tạo ra các kịch bản hoạt động tối ưu hóa cho từng cá nhân hoặc cảnh báo lỗi có thể xảy ra trong hệ thống. Đồng thời hệ thống điều khiển của tòa nhà có thể tương tác với người sử dụng để tiếp nhận những yêu cầu. Và ngoài ra chúng tôi cũng đã nghiên cứu xây dựng bản sao số Digital Twin của công trình để tạo một môi trường kỹ thuật số ảo tương tác với các hệ thống vật lý thời gian thực. Bản sao số mở ra rất nhiều khả năng mới để chẩn đoán, tiên lượng và tối ưu hóa hệ thống trên tổng thể. Chúng tôi đã kết hợp với Bộ Xây dựng và Nhà ở của Singapore để ứng dụng thành công những giải pháp trên vào tòa nhà sử dụng tổng năng lượng bằng Zero, Net Zero Energy Building, tức là lượng năng lượng mà tòa nhà sản xuất ra sẽ đủ bằng cho năng lượng sử dụng cho mọi hoạt động trong tòa nhà. Bình thường thì lượng năng lượng này trong các hệ thống tốt cũng sẽ đáp ứng khoảng 30% nhu cầu mà thôi. Và đây là một trong những tòa nhà đầu tiên trong khu vực ứng dụng thành công. Đây là hình ảnh bên trong tòa nhà sử dụng tổng năng lượng bằng không với một số công nghệ chính và đã đăng tên trên tạp chí của Hiệp hội Osprey. Tôi giới thiệu một số công nghệ chính ở đây, ví dụ như là công nghệ điều hòa không khí hỗn hợp bằng cách tăng cường chuyển động của không khí bằng quạt, tăng nhiệt độ môi trường mà người cư trú vẫn cảm thấy thoải mái, hoặc là về chiếu sáng thông minh với đèn hiệu suất cao dùng công nghệ cấp nguồn và điều khiển vòng lập kính đều qua mạng Ethernet, hoặc là về cảm biến để bàn cung cấp người dùng các thông số môi trường xung quanh bàn làm việc như là nhiệt độ, độ ẩm, đồng thời sử dụng để cá nhân hóa sở thích và môi trường, và nền tảng phần mềm để mà tương tác giữa tòa nhà với người sử dụng và quản lý hệ thống quản lý năng lượng thông minh. Thì tòa nhà đã được hai mục tiêu, đó là giảm năng lượng tiêu thụ
đạt chuẩn Green Mark Platinum là chuẩn cao nhất, và tòa nhà sản xuất giúp ra khoảng 20% năng lượng so với mức của nó sử dụng. Độ thoải mái cho người sử dụng thì ở mức cao. Với điều kiện và thời tiết Nhật Đới khá giống nhau thì những công nghệ này đều có thể được chuyển giao và áp dụng cho Việt Nam. Thì tiếp theo là phần kiến nghị và đề xuất. Bản thân diễn đàn trí thức trẻ là một sáng kiến rất là hiệu quả để mà kết nối và huy động nguồn lực chung. Thông qua diễn đàn thì tôi có một số kiến nghị và đề xuất chung về quá trình chuyển đổi số cho đô thị thông minh và cho lĩnh vực xây dựng nói riêng. Đó là tập trung vào một số lĩnh vực trọng điểm, trong đó xây dựng là một lĩnh vực tiêu thụ nhiều năng lượng và tác động lớn đến môi trường, an toàn sức khỏe và tiện ích của người dân nên cũng cần được quan tâm. Cần có quy hoạch dài hạn. Tuy nhiên mục tiêu cần đi kèm với những tiêu chuẩn tính toán cụ thể và ước lượng được, và đánh giá thường xuyên cập nhật mục tiêu nếu cần. Nhà nước có thể cập nhật các quy chuẩn quốc tế về hiệu quả năng lượng và hỗ trợ các doanh nghiệp đáp ứng những quy chuẩn đó. Đồng thời cần phải phát triển hệ thống hạ tầng, phát triển hạ tầng dữ liệu tòa nhà, đẩy mạnh IoT, tạo ra các dữ liệu mã nguồn mở, các khuyến khích để mà chia sẻ dữ liệu và từ đó thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng, hợp tác chuyển giao công nghệ mới từ những nước trong khu vực như là Singapore, thì công nghệ có thể áp dụng ngay để giảm chi phí nghiên cứu và phát triển nhanh hơn. Thì nhân đây tôi cũng cảm ơn ban tổ chức diễn đàn đã tạo cơ hội và môi trường để chúng tôi kết nối và huy động nguồn lực chung cho đất nước. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến Viện Nghiên cứu Liên ngành PS của Đại học California Berkeley. Cảm ơn các giáo sư hướng dẫn và nhóm nghiên cứu từ Đại học Quốc gia Singapore, Đại học Công nghệ Nam Giang, Bộ Xây dựng và Nhà ở của Singapore đã hỗ trợ các dự án nghiên cứu chuyển đổi số cho công trình và đã trình bày vừa rồi. Cảm ơn các bạn, các đại biểu đã quan tâm. Các đại biểu có thể liên hệ với tôi qua email dưới đây. Thì xin cảm ơn chương trình, cảm ơn quý đại biểu.